Xin chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu tới anh em Akidio Thunder 3 Spark S. Mình mua thiết bị này với giá 10 triệu. Phía sau của máy có một cổng nguồn, một cổng xuất hình ảnh và hai cổng Thunderbolt 3. Mình tháo nắp bảo vệ phía trước của máy ra, dễ dàng chỉ cần nhấn vào, kéo lên. Thiết bị có thể chứa được 4 ổ cứng được đánh dấu theo chữ ABCD. Mình có thể chứa ngăn tháo ổ cứng ra dễ dàng, không cần xài tua vít. Thiết bị hỗ trợ hai cổng Thunderbolt 3, mỗi cổng cho tốc độ cho tới 40 gigabit trên một giây. Mình có thể mở rộng dung lượng bằng cách kết nối một ổ cứng khác qua cổng Thunderbolt 3. Có thể kết nối lên tới 5 chuỗi mắt xích. Để dùng cho hệ thống này, mình sử dụng 4 ổ cứng 12 TB. Đây là ổ cứng cao cấp nhất của hãng Western Digital. Mỗi ổ có giá 15 triệu. Mình đang gắn ổ cứng vô khung. Mình đã lắp xong 4 ổ cứng. Đậy nắp bảo vệ lại và chuẩn bị khởi động máy. Mình sẽ xài RAID 0 cho 4 ổ cứng này. Hệ điều hành macOS có hỗ trợ cài đặt RAID 0 nên việc cài đặt rất là đơn giản. Mình đã cài đặt xong RAID 0 cho 4 ổ cứng, bây giờ mình test tốc độ. Tốc độ đọc và viết trên phần mềm Blackmagic Design vào trong khoảng 800 tới 900 MB trên một giây. Bây giờ mình chuyển 564 GB dữ liệu vô ổ cứng. Tốc độ đo được là từ 800 cho tới 900 MB trên một giây. Cảm ơn em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.